Chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ bài luyện năm cung. Bắt đầu từ cái đoạn mà trăng này trăng ơi ơi hỡi trăng em về nhà trăng nghỉ. Lần trước mình đã chia sẻ đoạn 1 rồi, bây giờ mình chia sẻ đoạn 2. Nên mình sẽ đi vào từng câu từng chữ một của nó luôn nhá. Đầu tiên thì chúng ta vẫn cứ như thường lệ là phải lên dây đồ son thôi. Rồi. Bài này rung phà vào đô nhá. Nhấn. Lời của nó là trăng này trăng ơi, cảm âm của nó sẽ là đô son la đô rê đô son la đô rê đô. Đánh ở thứ thứ hai nhá. Phà là ngón 1, đô ngón 1. Tiếp theo là ơi ý hời ý chàng mi mi son mi re la. Chú ý là mình chỉ cần đánh ở thế tay một, à thế tay hai thôi, không cần phải chuyển đi chuyển nhảy nhiều. Đọc lại cảm ơn nhé. Mi mi son mi re la đô re mi re đô la mi mi son mi re la đô re mi re đô la. Em về nhà trăng nghỉ, em về nhà trăng nghỉ, la rê đô rê la đô rê la rê đô rê la đô rê la rê đô rê la rê đô rê la đô rê. Tiếp theo này. Vui cánh nghĩ cười với tầm tang đô đô rê rê pha rê đô son la la rê rê đô rê rê đô rê đô la 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 la
đầu ta, ta xin vui vui một ý mới, ta xin vui vui một theo tay nâng chén khuyên mời, mái hiên nhà tranh.
câu cuối của nó nha. Bên đến câu cuối của nó là câu trước của nó là trăng khuấy giấc ngủ mái hiên nhà tranh hết ạ. Mong các bạn tập luyện thành công.